Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nam tuổi Tân Mùi. Chúc các bạn có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tân Mùi của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tân Mùi 1991, Nam Mạng, là 33 tuổi âm lịch và 32 tuổi dương lịch xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Tân Mùi mệnh lộ bàn thổ gặp năm Quý Mão, Kim Bạch Kim, là sinh xuất. Tuy có vất vả hơn người nhưng vận khí hanh thông, dễ gặp nhiều may mắn cả trong công việc tiền bạc hay chuyện tình cảm lứa đôi. Xét về thiên can, Tân gặp quý, bình hòa tốt. Cuộc sống không còn quá nhiều thăng trầm mà tới lúc yên ổn gặt hái thành quả. Xét về địa chi, mùi gặp mão, tạo cục diện tam hợp, rất tốt. Ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Đánh giá về sự tương quan, can, chi, ngũ hành. Có thể thấy, đối với các bạn nam tuổi tâm mùi, tập trung vào sự nghiệp của mình nên sự nghiệp có những bước tiến vững vàng, có thể bạn không vươn tới một vị trí lớn lao nào đó, nhưng được nhiều người tin tưởng. Vận trình tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nếu bạn chịu khó, vất vả hơn mọi người xung quanh chuyện tình cảm có điểm sáng nhất định. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi tân mùi, nam mạng bị sao vân hớn chiếu mệnh. Chủ về bệnh tật, nam nhân quan trường bất lợi. Bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu, trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng, nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giầu. Sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Mùi, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Đối với các bạn nam tuổi Tân Mùi 1991 bước sang năm Quý Mão 2023 có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Thành công trong sự nghiệp của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của chính bản thân các bạn nam tuổi tân mùi gặp được năm tam hợp, hợi mão mùi, phù trợ, bạn có vận quý nhân giúp sức. Người làm công an lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, rất dễ khẳng định năng lực được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Xét theo ngủ hành, đây là năm sinh xuất, cho nên các bạn nam tuổi tân mùi, phải nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt. Chỉ cần một chút lơ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong quá trình làm việc và trong năm này đối với các bạn nam tuổi tân mùi cũng cần giữ thái độ cầu thị hòa nhã nơi công sở nên kiềm chế tính cách nóng nảy để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến xảy ra tốt nhất bạn nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình không gây tổn thương đến hòa khí ngoài ra để nâng cao hiệu suất công việc các bạn nam tuổi tân mùi cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng các hoạt động thể thao du lịch có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao có điều trong năm vẫn có điểm hiểm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra do vậy với các bạn nam tuổi tân mùi cũng nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm hứa hẹn sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ bạn có thể cân nhắc đến việc bắt tay vào những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc đời. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Mùi, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nam tuổi Tân Mùi có vận trình tài lộc hanh thông hơn hẳn so với năm 2022. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, các bạn nam tuổi tân mùi cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước mức độ chi tiêu về tiền bạc trong năm này của các bạn nam tuổi tân mùi cũng không quá nhiều thu chi cân đối cho nên bạn tiết kiệm thuận lợi tích lũy được khoản kha khá yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới về cơ bản đối với các bạn nam tuổi tân mùi trong năm này công việc diễn tiến khá suôn sẻ kéo theo tiền bạc tăng tiến tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc phấn đấu hơn nữa Đồng thời, trong năm này có vận quý nhân xuất hiện để dẫn đường chỉ lối, cho nên các bạn nam tuổi Tân Mùi nên biết lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm, bài học đáng quý cho mình. Đầu năm, các bạn nam tuổi Tân Mùi nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp phát tài, phát lộc gia đình thịnh vượng. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Tân Mùi, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về vận trình tình cảm của các bạn nam tuổi Tân Mùi trong năm này cũng khá ổn định trong năm có vận quý nhân vượng tình duyên của các bạn nam tuổi tân mùi được hỗ trợ mạnh mẽ nhất là những bạn đang còn độc thân dễ gặp được người trong mộng tạo được mối quan hệ cắt lành bạn không hề có cảm giác cô đơn lẻ bóng tình cảm lứa đôi khá lý tưởng các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm nên tiến hành vào nửa đầu năm mọi việc dễ bề suôn sẻ các cặp vợ chồng nên chú ý hơn đến những chuyển biến trong mối quan hệ tình cảm khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống nhưng đều không quá nghiêm trọng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn mọi chuyện sẽ êm ấm. Trong năm có hỷ tín, thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sinh con năm 2023 là điểm cát lợi, đương số có thể cân nhắc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Mùi, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Theo tử vi cho thấy đối với các bạn nam tuổi Tân Mùi, trong năm Quý Mão 2023, về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của hạn thiên la, làm cho sức khỏe của bạn không được tốt, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, thậm chí mắc các bệnh kỳ quái chữa trị không khỏi. Trong năm có bạch hổ hung tinh rình rập cảnh báo cho các bạn nam tuổi tân mùi, cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ, hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra, các bạn nam tuổi tân mùi cũng cần chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia thuốc lá những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu để nâng cao sức đề kháng các bạn nam tuổi tân mùi cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống làm việc và nghỉ ngơi khoa học ngoài ra việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết đặc biệt thầy gia các khuyên các bạn nam tuổi tân mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi tân mùi, Nam Mạng hợp với, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nam mạng. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc thanh long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút, giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nam mạng xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tị, tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nam mạng, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023, dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi tân mùi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi tân mùi, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi tân hợi, sinh năm 1971 điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, lộ bàn thổ, gặp thoa xuyến kim, tương sinh, rất tốt thiên can, tân gặp tân, bình hòa, tốt địa chi, mùi gặp hợi, tương sinh, rất tốt cung, thiên y. Mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Tân Mùi, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi kỷ Mùi 1979 để sông đất. Tử Vi tuổi Tân Mùi, Nam Mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc, lục hoang ốc. Không nên xây nhà, sửa nhà. Tuổi Kim Lâu năm 2023, năm này bạn phạm kim lâu tử nếu làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dậy. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi tân mùi 1991, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên la đối với tuổi tân mùi, nam mạng. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau, thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn giàu. Tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục. Ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giàu. sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la, đối với các bạn nam tuổi tân mùi, trong năm quý mão 2023. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, các bạn nam tuổi tân mùi cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của, nhưng vẫn không khỏi bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi lập chế độ ăn uống hợp lý sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thuốc lá thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hoạt chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thứ ba tâm lý để cải thiện vấn đề này khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm các bạn nam tuổi tân mùi, trong năm 2023, bị sao vân hớn chiếu mạng. Sự tác động của sao vân hớn đối với tuổi tân mùi, trong năm 2023 sao vân hớn, hay vân hán, là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao vân hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao vân hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao vân hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao vận trình từng tháng của tuổi Tân Mùi 1991 Nam Mạng trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng. Trong tháng riêng tân xuân, với các bạn nam tuổi tân mùi có vận trình tài lộc tương đối tốt, bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quả Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Xét về mặt tình cảm cũng rất lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình đồng ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch đối với các bạn nam tuổi tân mùi có vận trình tài lộc khá khả quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao cát tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng cao trong tháng này. Trong tháng có tam hợp phù trợ, đặc biệt đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng, tăng lương hoặc được xếp khen ngợi. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, năm mạng. Vận trình tháng 3 âm lịch của các bạn nam tuổi tân mùi tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của kim quỹ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số quan chức và chức sắc xuất sắc để kết bạn, giao lưu trong tháng này. Và sự nghiệp, tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác với các bạn nam tuổi tân mùi, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình, dù may mắn đến mấy cũng không nên lộ liễu quá, nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ vì quá chướng mắt, và sẽ gây rắc rối cho chính bản thân mình. Tháng này, các bạn nam tuổi tân mùi, nên chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, Nam mạng vận trình của các bạn nam tuổi tân mùi do bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn bạn không có sức lực để tập trung vào công việc khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám vì vậy các bạn nam tuổi tân mùi nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, nhân duyên của các bạn nam tuổi tân mùi có thể gặp chút khó khăn. Bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh, vì những chuyện vụn vặt. Thậm chí, chính bạn còn thu hút một số tiểu nhân gây ra cho mình tai họa. Vì vậy, với các bạn nam tuổi Tân Mùi nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng. Đối với các bạn nam tuổi Tân Mùi có sự phát triển sự nghiệp tương đối mạnh mẽ trong tháng 6 âm lịch này. Với sự giúp đỡ của các tinh và thái dương, cơ hội làm việc cho những bạn nam tuổi tân mùi trong tháng này đã tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, các bạn nam tuổi tân mùi, có vận trình sức khỏe khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của thiên mã, lộc tồn, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, các bạn nam tuổi tân mùi sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó thực sự tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, Nam Mạng. Trong tháng 8 âm lịch năm 2023, các mối quan hệ xã hội của các bạn nam tuổi tân mùi được cải thiện đáng kể với sự trợ giúp của sao tướng tinh hoa cái sức hấp dẫn với những người khác của bạn rất thịnh vượng bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo có lợi cho đôi bên bởi vậy đây sẽ là một tháng tốt để cho các bạn tuổi tân mùi phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình bạn có thể đi ra ngoài tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn với các bạn nam tuổi tân mùi cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nam mạng tài vận của các bạn nam tuổi tân mùi trong tháng 9 âm lịch này, lại có phần xa sút Đây là tháng sung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, có sự hao tán về tiền bạc. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi khuyên các bạn nam tuổi tân mùi, nên học cách tiêu dùng hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nam mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận đào hoa của các bạn nam tuổi tân mùi tăng lên rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này, đặc biệt là mối quan hệ giữa bạn và bạn đời của mình sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn nữa. Tam hợp trợ mệnh sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thắt nút cho đoạn tình cảm của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này bạn cần chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng vận may tổng thể của các bạn nam tuổi Tân Mùi trong tháng này chỉ đạt mức trung bình, phát triển thường thường. Với bạn không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được thiên phúc trợ mệnh bảo trợ cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc dũng dĩnh trong tay. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng. Trong tháng cuối năm này đối với các bạn nam tuổi Tân Mùi sẽ tương đối bận rộn thời điểm cuối năm đang đến gần chắc chắn bạn sẽ trở nên bận rộn hơn công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn việc kinh doanh buôn bán thuận lợi tuy có phần vất vả nhưng tiền bạc thu vào không ít tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa nhiều bạn cuối năm sẽ nhận được tiền lương tiền thưởng hậu hĩnh cũng giúp cho bạn thoải mái hơn an tâm hơn khi có tiền trong tay nhắc nhở các bạn nam tuổi tân mùi nên chú ý kết hợp giữa làm việc nghỉ ngơi thư giãn hợp lý Đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, nếu không phải nghỉ để dưỡng bệnh, dưỡng ốm còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc hơn, điều này sẽ ảnh hưởng tới tài vận của bạn cả năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.